Chuyên viên địa ốc Kennedy Ngô bán nhà trong vòng 7 ngày. Bán nhà giá cao, định giá nhà miễn phí. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free tẩy rửa và làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Free professional trang trí đẹp nội thất để hấp dẫn người mua. Free professional photo, virtual tour. Free quảng cáo online trên hơn 800 website và classified ad. Free quảng cáo trên báo, TV, radio và talk show. Free quảng cáo qua direct mail cho hơn 15.000 agents. Free MLS listing. Để biết thêm chi tiết xin gọi Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Để biết trị giá căn nhà của quý vị xin vào website đinhgianhamienphi.com hoặc cũng lại gọi cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy Ngô cũng nhận làm refinance hoàn toàn miễn phí để hạ tiền trả mortgage hàng tháng, thanh toán nợ tín dụng. Combine first and second loan, lấy tiền ra để tân trang căn nhà hoặc lấy tiền ra để kinh doanh. 408-775-6563. Kennedy Ngô 408-775-6563. Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô. Số điện thoại của Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Và sau đây những website của Kennedy Ngô điều hành, đó là kennedyngo.com hoặc là diaochhomnay.com. Vào những website này, quý vị sẽ biết về tình hình địa ốc, thị trường địa ốc ngày hôm nay nói chung và đặc biệt là tại Bắc California, tại vùng Bay Area của chúng ta, đặc biệt hơn nữa là tại vùng Silicon Valley và đặc biệt hơn nữa là tại San Jose, thưa quý vị. Và ngoài website này ra, quý vị cũng có thể vào website đinhgianhamienphi.com cũng của Kennedy Ngô. Với website này, quý vị có thể biết được giá trị căn nhà của quý vị hiện nay trên thị trường là khoảng chừng bao nhiêu, để quý vị có thể dễ dàng quyết định là mình giữ căn nhà hay mình bán căn nhà hay mình đổi căn nhà hay là mình mua một căn nhà mới, thưa quý vị. Một lần nữa, số điện thoại Kennedy là 408-775-6563. Và chúng tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô. Chào Kennedy. Dạ, chào Nguyễn Khôi, chào thính giả của Đài Quê Hương. Khỏe không anh? Rất khỏe, rất là excited hôm nay. Cái này cũng rất là vui là bởi vì mới ký giấy tờ cho người khách hàng đã giao những cái căn nhà mà Kennedy bán là như đâu 5 căn vừa qua là xong hết rồi. Đã xong xuôi hết tất cả mọi thứ, rồi giao chìa khóa hết tất cả mọi thứ cho cái người mua. Và người mua thì người nào cũng rất là vui tại vì vô trong căn nhà đó, nhà nào cũng đẹp hết tất cả mọi thứ. Cái người mà khách hàng của Kennedy đó thì cũng tút tóp sửa sang hết tất cả mọi thứ. Lúc mà họ giao nhà là nhà nó sạch tưng hết tất cả mọi thứ, rất là đẹp. Tại vì cái người mà seller, cái người khách của Kennedy đó thì muốn là khi mà giao cái căn nhà đó cho cái người mua thì người mua họ cũng hài lòng, họ cũng vui. Tại vì khi cái gì nữa, khi mình take good care cho người ta, mặc dù người ta mua người ta trả giá cao mà người ta cảm thấy vẫn rất là vui, hài lòng, rất là hài lòng. Thì những cái người mua là bây giờ Kennedy thấy phần đông là trên cái thị trường là người Ấn Độ, người Tàu mua rất là nhiều. Trong cái tuần này đó thì Kennedy có một cái căn nhà này, cái lot size cũng rất là bự. Nhưng mà để nói về cái nhà, tại sao mà nhà tiếp tục nó vẫn tăng, mặc dù tiền lời nó lên mà người ta cứ vẫn đi mua nhà, là bởi vì kinh tế bây giờ nó rất là mạnh, rất là strong. Công ty ra kiếm một cái nhiều cái công ty một năm mười mấy tỷ mà những công ty đó toàn là những công ty ở Bắc California, là ở vùng Bay Area này không phải không, mà especially là vùng Bay Area này là những cái công ty là hỏi nổi tiếng hàng tỷ trên toàn thế giới. Và bây giờ những cái công ty nó kiếm rất là nhiều tiền và rất là nhiều công ty bây giờ nó poor ác, nó đem tiền thay vì lúc trước giống như là xem vào Apple đi, có mấy trăm tỷ đem về ở ngoài quốc, bây giờ đem cái lợi tức đó về trong nước Mỹ này, phải không? So, bởi vậy cái stock là tiếp tục tăng, mà trong những ngày vừa qua chứng khoán lên cũng rất là nhiều. Nghĩa là sao, chứng khoán lên và công ty bây giờ do really well, kiếm rất là nhiều tiền. And then a lot of time đó là những cái công ty đó bây giờ đó là job opening expand ra, khi mà họ đem tiền về họ bắt đầu họ mở ra nhiều cái campus, develop nhiều cái khu để cho người ta làm. Bởi vậy em thấy bây giờ đi đâu cũng giờ toàn là high rise building, những cái townhouse condo, nhà bao nhiêu cũng đủ hết phải không? Đúng rồi, bây giờ đất thì nó có như đó thôi, mà người dân số càng ngày càng đông hơn. Bởi vậy cái thị trường bây giờ đó thì người ta rất là lạc quan, rất là exciting about cái tương lai, phải không? Người ta có tiền mua nhà là bởi vì người ta có công ăn việc làm. So that's why cái thị trường bây giờ nó thì nó cũng rất là hot. Có thể là nhà multiple offer bán cao cũng rất là nhiều. Đây, những cái căn nhà vừa qua Kennedy bán nhà nào cũng 60 mấy ngàn, 70 mấy ngàn, 100 mấy chục ngàn, cao hơn là cái giá lúc đầu mà chủ nhà mua. Cái giá lúc đầu người chủ nhà muốn. Thưa quý vị, cái điều đó rất là đúng. Và nếu mà quý vị để ý, quý vị thấy là chẳng những thị trường việc làm tăng mà cái tiền lương, đặc biệt là vùng Bay Area này, cái
công an việc làm cái tiền lương nó cũng tăng thêm. Minimum wage bây giờ nó cũng cao lên, mà ở đây đâu phải là work minimum wage. Em Kennedy thấy những cái người khách mà đến gặp Kennedy income mà you know cả 80 mấy ngàn, họ vẫn còn nghĩ là ít, có nhiều người lên 100 mấy chục ngàn, giống như mấy người Ấn Độ mà những người Tàu đi vô mua căn nhà của Kennedy họ có 400 mấy chục ngàn, at the down payment có người thì 800 mấy chục ngàn, và income của họ là có hai cặp vợ chồng hai người một người 100 mấy chục ngàn. So nói chung là thị trường nói chung là thị trường kinh tế là đang hot, đang phát triển, mà đặc biệt hơn nữa là thị trường địa ốc tại vùng Bay Area của chúng ta, tại vùng Silicon Valley, giá nhà càng ngày càng cao hơn. Đúng rồi, Nguyên Khoi, và bởi vì vậy đó kinh tế nó đang rất là strong, bởi vậy tiền lời nó cũng ride theo đó luôn, tiền lời của 30 năm bây giờ ngày hôm nay đó là 4.625 và 15 năm là 4.125, so tiền lời giống như là mấy tháng vừa qua mình vẫn còn thấy là 4.25, 4.5, bây giờ là 4.625, và với cái đà này có thể là trong năm nay tiền lời có thể tiếp tục nó thể tăng, nhưng mà so với lại năm 2016 lên 2005, 2006, 2007 lúc đó thì tiền lời lúc đó lên đến 6.75, bây giờ tiền lời cũng 4.25, nó cao hơn là những tháng vừa qua, nhưng mà tiền lời như vậy người ta vẫn mua nhà cũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị đang trả cái tiền lời cao thì chúng tôi nghĩ rằng cao hơn cái mức hiện nay thì quý vị đây là cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể refinance, tại vì bây giờ thường thường cái căn nhà, cái equity cho căn nhà nó cũng cao hơn phải không ạ? Cho nên refinance cũng dễ hơn. Cũng có nhiều người khách đã gọi cho Kennedy muốn refinance tái tài trợ, rút ra một số tiền để tu sửa lại căn nhà, remodeling, add thêm phòng, bây giờ cho người ta thuê tiền nhà cho thuê nó cũng rất là cao. Rồi bởi vậy nhiều người bây giờ thì họ muốn refinance ra rút tiền, tại vì nhiều khi mình có căn nhà mình không bán đi nữa, mình có căn nhà mình phải add thêm cái giá trị vô căn nhà để mình có thể thu nhập thêm income. Mà nếu mà lỡ như sau này mình muốn bán đi nữa, mình bán cái nhà nó bự hơn, suite lớn hơn thì mình bán cũng được nhiều tiền hơn, nhà đẹp thì người ta trả giá cao hơn để mua. Sẵn sàng, số điện thoại để quý vị liên lạc với Kennedy là 408-775-6563. Đặc biệt với những quý vị nào mà quý vị đang có những cái dự tính cho tương lai của mình, đến tuổi mà mình cũng đã đến lúc mình về hưu rồi chẳng hạn như vậy, thì thưa quý vị, nhiều khi chúng ta không cần công ăn việc làm ở tại San Jose, tại Silicon Valley nữa, chúng ta tìm căn nhà ở một nơi xa hơn, nhưng mà căn nhà đó sẽ mới hơn, nhiều khi là mới toanh, mới xây dựng, mà giá lại rẻ hơn rất nhiều, chúng ta dư một số tiền để có thể là mình về hưu, mình enjoy cuộc đời. Thì quý vị gọi cho Kennedy để xem ước lượng xem căn nhà của quý vị hiện nay giá trị trên thị trường là bao nhiêu, và nếu mình bán thì mình còn dư được bao nhiêu, mình mua được căn nhà mới như thế nào. Gọi cho Kennedy 408-775-6563. Có một câu hỏi này muốn hỏi em là, thí dụ như quý vị nào muốn ở mua nhà ở những cái vùng mà hơi xa San Jose một chút xíu, Tracy hoặc là đi xa Fresno, một chút xíu, hay là Andy York, hay em là, có giúp những đồng hương mua căn nhà ở vùng đó không? Dạ, thì cái team em có người đó thì họ dẫn khách đi coi hết tất cả mọi nơi để cho nhiều khi quý vị muốn bán căn nhà này thì bán một căn quanh kia, mình mua hai căn, hay là mình mua chung cư mình cho người ta thuê. Thì như vậy mới có thể là bán một căn đây mua hai căn ở chỗ khác, mà thậm chí vẫn còn dư lại mấy trăm ngàn, you know. Bởi vậy cái nhà ở đây đó thì rất là hot bây giờ, đang là cái lúc mà rất là lý tưởng mình đổi tại vì nhà lúc mà anh muốn bán cái nhà luôn, anh muốn bán lúc mà nó hot nhất, và có thể những cái chỗ khác nhà không phải hot giống như chỗ này. Mua căn nhà đó là người ta còn thích lon rồi, mua thì dễ dàng có thể mình trả xuống nữa. Nhưng mà nhà ở đây đó thì quý vị có căn nhà ở đây bán thì người ta trả cao hơn để mua. Vâng, thưa quý vị, những năm về trước đó, mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến nhà California giá cao quá, bây giờ mình bán căn nhà này đi mình mua một căn nhà khác, thì thường chúng ta hay nghĩ đến cái chuyện đi những thứ bang là xa, Texas, Florida, Arizona, vân vân. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, không cần phải đi xa như thế nữa, tại vì cái sự cách biệt giá cả một căn nhà ở San Jose và cách đây chừng hơn một tiếng đồng hồ lái xe như vùng Antioch chẳng hạn như vậy, thì nó đã cách biệt quá nhiều rồi. Antioch, Brentwood, rồi bây giờ là Fresno. Bây giờ đó là bây giờ nó put out một nguyên một cái plan là nó sẽ lấy làm cái tàu cái xe tốc hành đó hả? Xe tốc hành là có thể là train từ Nam ra Bắc đồ này nọ, họ sẽ làm rất là lẹ sổ. Actually đó, bây giờ kinh tế nó đang mạnh thì có thể là đâu đâu nó cũng sẽ phát triển, thì có thể là mình bán cái nhà lúc ở đây mình hot, mình đi chỗ khác mình mua có thể là hai căn, mình có thể vẫn cho người ta thuê mà mình vẫn còn có tiền. Tối hôm qua thì Nguyễn Khôi có một đồng hương, một khán giả ở Antioch gọi điện thoại để mua một số những mặt hàng mà chúng tôi giới thiệu ở trên đài truyền hình quê hương. Thì khi mà anh đọc cái địa chỉ anh ở Antioch thì Nguyễn Khôi hỏi là cái vùng đó tính, nhà cửa như thế nào, anh nói wow, nếu mà so với San Jose thì là quá rẻ thưa quý vị.
bốn trăm mấy một căn nhà mà đẹp như biệt căn thứ nhà một đẹp, biệt thự đẹp ba xe camera giống như ở San Jose là cả bạc triệu chứ chắc là mua được căn nhà như vậy. Thì nếu mà quý vị trong hoàn cảnh mà quý vị đã đến lúc mà mình nghĩ đến chuyện về hưu rồi, mình cũng không có muốn đi các tiểu bang khác, vẫn muốn ở California này và lái xe cách San Jose có hơn một tiếng đồng hồ thôi, muốn về San Jose ăn phở hay đi chợ cuối tuần có thì cũng rất là thoải mái dễ dàng, thì thưa quý vị đây là cơ hội rất là tốt, tại vì giá nhà đang cao tại San Jose này. Và nếu mà quý vị muốn bán căn nhà của quý vị được cái giá cao nhất, nhanh nhất và được một người agent làm việc rất tận tình để phục vụ quý vị làm công việc đó, chúng tôi tin chắc là Kennedy sẽ làm cho quý vị hài lòng. 408-775-6563 trở lại với Kennedy. Dạ đúng rồi Nguyễn Khôi, thì nếu mà quý vị nào mà bây giờ muốn retire, muốn đổi địa điểm thì có thể là bán nhà. Còn nếu quý vị nào bây giờ đang có công ăn việc làm ngay tại vùng Bay Area này, đang muốn có một cái căn nhà cho riêng chính mình, hay là mình muốn establish một cái căn nhà để mình ở ngay đây, tại vì công ăn việc làm mình tuổi trẻ muốn ở chỗ tiện lợi, thì bây giờ ngay trong tuần này Kennedy có một căn nhà này sẽ được open house từ 2 giờ cho đến 6 giờ. Và cái căn nhà này thì rất là đẹp, rất là rộng, rất là bự. Cái lot size đến 11.000 trên 11.000 square feet lot size. Em có nói lộn không? 11.396 wow. square feet lot. Rồi cái nhà này thì nó rất bự, nó nằm ngay cái court ở phía đằng sau là đất bao la. Thì và cái căn nhà này cái người chủ đã tăng trang, đã upgrade hết tất cả mọi thứ. Cái roof thì mới thay toàn bộ lại brand new. Và cái căn nhà này đó bây giờ hiện nay đó là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.344 square feet. Mà cái này thấy căn nhà này là great potential, tại vì cái đất nó đến 11.000 mấy lần, mình có thể add được thêm square feet ra. Và ở phía đằng sau cái storage thì rất là bự, thì mình vẫn có thể làm cái phía đằng sau cái storage đó thành một cái guest room nhà. Mình add thêm square feet mà vẫn add vô thêm cái guest room đó là cái nhà nó bự, nó còn bự hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái nhà này đó thì ở vùng nào em? Ở ngay tại San Jose, gần ngay cái khúc Vietnam Town, McLaughlin với lại Story. Thì cũng rất là tiện lợi, thì cái người chủ đã upgrade hết tất cả mọi thứ rồi, sàn gỗ double pan window, nhà bếp thì mới thay lại hết tất cả mọi thứ, đẹp sạch sẽ brand new roof mới. Và anh thấy ở bên ngoài của căn nhà này cũng rất là đẹp xinh xắn, đất thì cũng rất là bự, bên trong thì cũng trần cao, cái sàn là engineer laminate flooring, mà cái này đó là thuộc dạng chống chày. Mình có thể mua đồ qua lại, hay là con cái mình có con nhỏ nó chạy tới chạy lui nó làm y xèo trong nhà luôn mà cũng sẽ không có thành vấn đề. Tại vì nó này là scratch resistant này, chống chày. Thì cái người chủ đã upgrade sửa sang hết tất cả mọi thứ rồi, thật sự căn nhà này ready move in condition. Thì cái này thấy là cái floor plan này cũng rất là rộng rãi, thoáng, thì cũng nhiều ánh sáng vô trong căn nhà. Thì nhà này single family home, rồi mình khỏi cần phải lo lắng tiền HOA. Tại nhiều khi bây giờ mình đi mua nhà đó, nhà thì nhỏ, có thể trả tiền HOA đến 200 mấy chục đồng. Và căn nhà này đó thì mình single family home, mình khỏi cần phải lo lắng mình về trả tiền HOA, phân gia bác gia được có đầy đủ. Ở trên đằng trước cái căn nhà này có thể đậu 6-7 chiếc xe. Ở phía đằng sau đất thì rộng, 11.000 square feet cái lô nó xài hả? Đúng như Nguyên Khôi, và ở đằng sau rất là rộng. Thì có thể là ngày xưa đó thì cái người chủ mua nhà đó thì lúc mà có mấy đứa cháu đồ này nọ nó phải chạy xe đạp chạy vòng ở trong nhà, thì nó cũng rất là rộng rãi. Và cái người chủ đã upgrade cái nhà bếp rất là đẹp, rất là xinh. Anh thấy cái thẩm mỹ cũng rất là cao, rất là cao, làm cái căn nhà nó cũng rất là đẹp xinh xắn, thực sự là rất là hấp dẫn thưa quý vị. Nếu mà quý vị tại vì bây giờ thời nay mình kiếm cái căn nhà mà đến 11.300 mấy chục square feet lot size bất bự, mà bên trong là upgrade sửa sang hết tất cả mọi thứ, roof cũng mới luôn, và ngay trung tâm của ngay San Jose ngay này. Trung tâm thì gần khu Việt Nam đây, gần ngay cái Vietnam Town, Walmart rồi supermarket đồ này nọ, nó Grand Century Mall, Grand Century Mall, nhà hàng ăn uống đồ này nọ, muốn ăn phở thì có cả một chục tiệm phở khác nhau. Đúng rồi, và cái Google New Campus nó chạy cũng chỉ có 10 phút thôi, rất là gần ở trong cái khu này. So cái người chủ làm sửa sang căn nhà này cũng rất là đẹp, thật sự căn nhà này ready mình mua in là mình ở thôi. Mà nếu mà mình mua in mình ở mà mình vẫn còn có thêm tiền đó thì mình có thể add thêm square feet vô trong nhà, tại đất là quá rộng. Quá rộng thưa quý vị. Và nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về căn nhà này thì gọi cho Kennedy 408-775-6563. Nhà đã sẵn sàng, open house rồi. Đúng rồi, ngày nào thứ bảy chủ nhật tuần này từ 2 giờ cho đến 6 giờ. 2 giờ đến 6 giờ chiều. Và địa chỉ căn nhà
Và cái địa cái địa chỉ căn nhà là 1090 đường Wynnewood Court, San Jose, California 95122. Thì cái căn nhà này sẽ được open house thứ bảy chủ nhật tuần này. Anh Nguyên Khôi thấy ở phía đằng sau bác do so rất là rộng, rất là bự, nhìn bao la luôn. Mình có thể là chạy xe vòng vòng, giống nãy cái gì nói đó là mình áp được thêm cái square feet. Thì ở đây đó là những cái người contractor đó, họ có thể giúp cho bị áp thêm square feet ở phía đằng sau, ở tuốt ở đằng góc nó có nguyên một cái storage rất là bự, mình có thể làm thành một cái guest house. Anh thấy những giống như những cái nhà mới như vậy, có nhiều nhà trước rồi có nhà sau, thì mình có thể làm giống y chang như vậy. Mà đất quá rộng, thực sự đất quá rộng. Tại bây giờ mình kiếm một căn nhà mà đất rộng trên 10.000 square feet, 11.000 mấy trăm square feet thì cái đất đều rất là rộng mà ngay trung tâm nữa, thì có thể rất là tiện lợi. Thì giá bao nhiêu? 1.5 triệu. Giá chỉ có 799.999. Chỉ có chưa tới 800.000 nữa. Đúng rồi, 799.999, nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.344 square feet đất rộng, 11.396 square feet lot size. Open house 2 ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này từ 2 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều. Và mọi chi tiết liên quan tới căn nhà gọi cho Kennedy 408-775-6563, 408-775-6563. Chúng tôi tin chắc là cái căn nhà này sẽ có rất đông người đến xem ngày hôm đó. Mà thấy sự anh coi thấy căn nhà bên trong rất là đẹp. Tại vì những nhà cửa sâu dễ, nhà thì đẹp rồi, mình không nói chuyện chi, nhưng mà có điều là tìm một cái căn nhà mà nó đẹp trong mà nó rộng bên ngoài. Thưa quý vị, bây giờ đất rộng 11.000 square feet như thế này, thưa quý vị, sẽ không có tại San Jose. Mà bên trong toàn bộ đâu đã được upgrade, cái roof cũng thay brand new luôn, cái sàn gỗ cũng brand new luôn, cái kitchen cũng brand new luôn, nhà phòng tắm đồ này nó được sửa sang hết tất cả mọi thứ. Actually, cái này đi có giúp cho chủ nhà để mà chuẩn bị căn nhà trước khi bán không, hay là thì nhà đã có sẵn như vậy rồi? Thì cái căn nhà này đó thì cái này có contractor họ vô, họ sửa sang hết tất cả mọi thứ, họ thay cái roof mới, bỏ luôn tất cả mấy cái máng sói đồ này nọ vô. Chủ nhà không ngại tốn tiền làm cho căn nhà đẹp hơn phải không? Thì do mình coi, tại vì cái người chủ cũng muốn nó là bán căn nhà cũng đẹp, sạch sẽ, đẹp đẽ. Thì thật sự cái nhà đẹp đẽ, sạch sẽ, nhìn thấy tất cả mọi thứ là do cái cảm giác. Thật sự quý vị vô căn nhà này vì sẽ rất là thích, tại vì nó rất là thoáng, open floor plan, mình thấy ánh sáng đâu đâu cũng có, phòng nào cũng rộng rãi. Và có potential nữa, mình có thể áp được thêm service, mình làm thêm một cái căn nhà phía đằng sau nữa. Cái quan trọng, nhiều người rất là thích cái căn cái loại nhà như thế này, mà tại vì thứ nhất là kiếm được nữa, và thứ hai cái giá chỉ có 799.999, chưa tới 800.000 nữa, là sao mà tìm được căn nhà này nữa như giống như thế này ở vùng San Jose với cái giá như thế này. Thì quý vị chỉ thiếu một lúc này gọi cho Kennedy để biết thêm chi tiết. Và nếu mà quý vị muốn biết chắc chắn là ngày hôm đó quý vị sẽ đi xem căn nhà và quý vị có thể make up phone ngay, thì gọi Kennedy trước để không biết là Kennedy có thể làm gì cho giúp cho quý vị mua được căn nhà hay không. Cái đó là cái chuyện là professional của Kennedy, cái chuyện chuyên môn, nghề nghiệp chuyên môn của Kennedy mình không biết. Nhưng mà gọi cho Kennedy trước mà tôi muốn make up phone cho căn nhà này, có thể dẫn tôi đi xem trước được không? Tôi sốt ruột quá, tôi nghe cái thóc sau rồi tôi không thể chờ được nữa, không thể chờ đến thứ bảy chủ nhật được nữa, gọi cho Kennedy. Dạ anh Khoa, thì thật sự cái này đó, nếu mà có người Việt nào mà có gia đình mà nhiều khi ở Việt Nam mới qua, hay là ở đâu đó họ thích gần cái khu người Việt, thì cái này nó sẽ quan hệ Việt Nam thao Walmart đồ này nó. Nhưng mà có những người lớn tuổi đó. Đúng rồi. Dạ, ông bà cha mẹ của chúng ta mà các vị cũng lớn tuổi rồi mà đi, nếu mà ở gần những cái khu đông người Việt Nam như thế này sinh hoạt, thì quý vị đó sẽ cảm thấy nó nhiều cái vui, vui hơn, dễ hơn. Và tại vì á, và phần đông bây giờ là hơn, mà mình không phải chở, mình không phải chở bố mẹ mình đi nữa, là tại vì các cụ có thể đi bộ được gần đó quá, phải không? Đúng rồi, mình coi về thật sự có thể là tùy thuộc vào mỗi cái người như thế nào. Cũng có thể là cái nhà này phù hợp với lại quý vị, vì có người thân mà muốn ngay cái chỗ trung tâm của người Việt đó, thì đây là cái chỗ rất là tiện lợi. Mà cái nhà này bên trong nó đẹp, sạch sẽ hết tất cả, mà có great potential, mình có thể add được thêm service, mình có xây thêm đi phía đằng sau nữa, mà cái giá chỉ có 799.999. Khi mà bước vào đài hôm nay thì Kennedy nói là căn nhà này bảo đảm là bán trong tuần này, bảo đảm là bán trong tuần này. Thưa quý vị, để được cái là bảo đảm bán trong tuần này thì cần phải cố gắng mà làm sao cho căn nhà thật hấp dẫn. Thì quý vị, mời quý vị đến xem căn nhà đó, ngay cả khi mà quý vị chưa có dự định mua nhà vào lúc này, nhưng mà đi thăm dò thì chưa có làm sao, thì thứ bảy chủ nhật tại Nguyên Khô tin là sẽ là thời tiết rất là tốt,
dành một ít thời giờ đi xem căn nhà Open House vào cuối tuần này với Kennedy Ngô. Một lần nữa, địa chỉ căn nhà. Địa chỉ của nhà là 1090 đường Walnut Wood Court, San Jose, California 95122. Và lần nữa, cái nhà này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1344 square feet, tất cả mọi thứ đã được upgrade roof mới. Và cái loft đến 11396 square feet, thì great potential, mình có thể add được thêm square feet vô trong. Và căn nhà này thì sẽ có open house thứ bảy chủ nhật này từ 2 giờ cho đến 6 giờ chiều. Thì quý vị có thể đến coi thật sự căn nhà này, cái thì thấy great potential. Tại vì trong thời nay mà kiếm một căn nhà mà đất rộng như vậy, mình nhiều khi mình nghĩ là 5,000-6,000 là cái đất rộng rồi, cái này gấp 2 lần, có thể là 11,000 mấy trăm square feet lot size mà gần ngay cái vùng ngay trung tâm San Jose nữa. Thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại Kennedy là 408-775-6563. Người nào đi xem căn nhà này và quyết định mua căn nhà này và nhờ Kennedy để làm finance cho họ, thì Kennedy có thì Kennedy có thể cover tất cả những closing cost, you know, có thể quốc cho vị là cover những cái closing cost, bởi vì chỉ cần gọi cho Kennedy. Nhưng mà tất nhiên rồi, nghe Kennedy nói giúp cho vị có phần closing cost, nhưng vị phải đến coi thì thật sự vị có thích cái căn nhà này hay không. Nhiều khi nghe Kennedy nói đất rộng, nhà chung trong đẹp, mà nhiều khi tôi đến tôi không thích thì sao? Chắc chắn là phải đến. Không, nếu mà đến rồi nhưng mà thích rồi đó thì vẫn có thể cái điều quan trọng là với Kennedy. Bây giờ thích rồi, muốn mua rồi, đủ được, mình nghĩ là mình đủ điều kiện để mua rồi, mình sẵn sàng cái tiền để mua rồi, nhưng mà cần, dĩ nhiên là mình cần làm finance thì gọi cho Kennedy. Thì hoặc là cái này có thể tính trước cho quý vị là có thể là ok, giờ quý vị mua cái căn nhà này trả hết tất cả mọi thứ hàng tháng, trả bao nhiêu thì đại khái nếu vị là down 25% thì hàng tháng cái tiền payment mình trả chỉ có 3,000 principal cộng interest, mình trả luôn thuế đất với bảo hiểm nhà là mình trả khoảng 3,900 thôi. Bao nhiêu, 4,000 đi? 4,000 thôi, mà nếu mà mình muốn extra income, mình add thêm square foot hay là cái garage, mình invest lại thành phòng, mình có thể cho người ta thuê là 1,500 rồi. Không, nó chưa được 1,500 đúng không? Chưa, mà nhà mình ở trong đó, tại vì nhà này nó có hai bên, mình có thể đi lối đi riêng hết tất cả. Mà cái này mình chưa nói, mình chưa kể là mình có thể add thêm square feet để mình build thêm đằng sau, mình còn đằng sau còn làm thêm cái guest house nữa. Mà như cái đi nói nhà có thể đậu được tới 6 chiếc xe. 6 chiếc xe mình đậu. Vì thưa quý vị, nếu mà chúng ta có, xin lỗi, là có cho xe phòng nó cũng rất là thoải mái, tiện, thuận tiện cho mọi người, phải không? Đúng vậy, mình coi. Vâng, một lần nữa, số điện thoại Kennedy là 408-775-6563. Và nếu quý vị muốn biết thêm tình hình về tình hình thị trường địa ốc tại San Jose, tại vùng Bay Area này như thế nào, và những website sau đây, Kennedy là địaochomnay.com hoặc là kennedyngo.com. Và nếu quý vị dự định bán nhà của quý vị để di chuyển đến một nơi khác, muốn biết giá nhà quý vị lúc này thị trường đang hot, nó là bao nhiêu, quý vị có thể vào website định giá nhà miễn phí với Kennedy Ngô. Nhanh nhất, bốc điện thoại gọi 408-775-6563. Yeah. Mình còn điều gì nói nữa không? Dạ, thì cái này hy vọng sẽ được gặp quý vị trong cái ngày Open House thứ bảy chủ nhật tuần này từ 2 giờ đến 6 giờ. Lần nữa, cái địa chỉ của căn nhà là 1090 đường Walnut Wood Court, San Jose, California 95122. Thì có thể vì nghe không rõ hay là viết không kịp, vì có thể gọi cho Kennedy để Kennedy có thể gửi qua những cái brochure, những cái flyer qua cho quý vị. Vì chỉ cần gọi ngay cho Kennedy qua cái số điện thoại là 408-775-6563, 775-6563. Và lần nữa, Open House thứ bảy chủ nhật tuần này từ 2 giờ cho đến 6 giờ. Và hy vọng sẽ được gặp quý vị trong cái ngày Open House, và sẽ gặp rất đông quý vị trong ngày hôm đó. Cảm ơn Kennedy Nguyễn Khôi, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Một lần nữa, số điện thoại Kennedy là 408-775-6563. Và vừa rồi là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô. Chào tạm biệt quý vị. Thank you, Khôi. Chuyên viên Địa ốc Kennedy Ngô bán nhà trong vòng 7 ngày, bán nhà giá cao, định giá nhà miễn phí. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free tẩy rửa và làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán, free professional trang trí đẹp nội thất để hấp dẫn người mua, free professional photo, virtual tour, free quảng cáo online trên hơn 800 website và classified ad, free quảng cáo trên báo, TV, radio và talk show, free quảng cáo qua direct mail cho hơn 15,000 agents, free MLS listing. Để biết thêm chi tiết xin gọi Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Để biết trị giá căn nhà của quý vị, xin vào website đinhgianhamienphi.com hoặc cũng lại gọi cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy Ngô cũng nhận làm refinance hoàn toàn miễn phí để hạ tiền trả mortgage hàng tháng, thanh toán nợ tín dụng, combine first and second loan, lấy tiền ra để tân trang căn nhà hoặc lấy tiền ra để kinh doanh. 408-775-6563. Kennedy Ngô 408-775-6563.